Dạ, em đang đứng chỗ ngay ngã tư Hồ Tràm này gia đình. Đây là cái hướng đường đi vô ngay khu du lịch luôn. Nhưng mà em không đi hướng đây, em đi lên trên đây có cái đường đi vô ngay chỗ ngay công viên á. Dạ, đây là khu vực biển, bà con mình đang tắm biển nè. Từ ngay mấy chiếc đò đây đổ dài xuống là khu vực bà con mình tắm biển. Phía bên trên là khu resort. Lưới mới vô. Này mình bán nhiêu tiền một ký vậy chị? 50.000 một ký. Đình ăn hải sản nè. Mực nướng. Cái này là mực nướng sa tế. Có thể để một cái tiêu đề cho cái đám này được không? Dạ, mến chào cô chú anh chị. Ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Em hiện tại giờ đang đứng ngay khu vực biển Hồ Tràm. Biển Hồ Tràm mình thuộc về là ấp Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em đến đây em quay cuộc sống bà con mình ở biển Hồ Tràm cho gia đình mình xem. Mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Ở dưới đây có một cái làng chài nè gia đình. Phía trên là khu vực du lịch, khu du lịch resort ở Hồ Tràm. Còn đây là mấy chiếc đò thúng nan của bà con mình đang đi biển vô nè. Giờ này cũng gần 6 giờ sáng rồi. Bà con mình đang đi biển vô, bữa nay chủ nhật. Thấy khách xuống đây tắm biển cũng nhiều lắm gia đình. Gia đình đi tham quan với em nha. Để anh cha mới đi biển vô nè.
phía dưới đây bà con mình đang đi tới nhận chiếc lò mua hải sản nè. Ở đây những chiếc đò đây bữa nay đi biển vô có những con hào, con dẹm bự lắm. Đây là gia đình ốc giác mang xa. Chào anh. Ở đây là có lưới ghẹ. Sáng giờ vô cũng cỡ chục chiếc đò gia đình. Wow, ghẹ xanh. Ở đây khu vực nào em tiền họ giá được em hỏi cho gia đình xem. Sống ở gia đình. Cá nâu, cá rìa, cá chim vàng. Còn đây là ốc. Dòm. Chiếc xuồng anh trai này vô tầng đóng đồ dơ quá trời luôn. Đóng mấy cái con bận đựng, con sò mai chết nè. Cái nó vỏ không à. Chui ha gia đình, sáng bà con mình đi du lịch ở đây nè. Xuống ghé đây mua hải sản nè. Còn bên kia là mua ghẹ. Phía trên là có một hàng bà con mình che dù á, cho khách mướn ngồi nghỉ mát á gia đình. Mấy con này chỉ có đi lặn mới đóng mới nhiều nha gia đình. Chứ lứ là không có đóng cái con này nhiều đâu, chỉ có đi lặn thôi. Và những cái hòn rạn sỏi đó mới là lặn mới nhiều. Cái con này cậy nó ra ruột ở trong cũng bự lắm. Cái con này mọi chỗ nó kêu tên nó khác. Chị gái, cái con này kêu bằng con gì chị? Con hào biển. Hào biển ha. Cá mằng sa nè, cá quát. Có những chiếc xuồng mới đi biển vô nữa nè gia đình. Anh cha đi lưới ghẹ. Này mình vô được nhiều không anh? Ít ha. Bà con mình đi biển vô khu vực ở đây đậu ở đây cũng đông lắm. Giờ này mới có 6 giờ kém 5. Bà con mình chắc đi biển sớm mà giờ này mới vô. Dạ con gái, con gái. Dạ con. Lưới ghẹ. Đóng cá ghim. Đây là vàng ốc đây chưa gỡ nè.
anh trai tranh thủ gỡ ghẹ ra trước để bán cho khách. Đò này còn gọi là đò muỗng nhai gia đình, nó giống như cái muỗng. Sáng giờ này nước nó còn bập bực, lát nữa nước nó mới cạn ra nha gia đình. Vô nè, ben lên luôn nè, gọn gia đình ha. Khu vực dưới đây là khu vực khách tắm, dưới đây đông lắm gia đình. Đi thường thường là đi lưới, nhưng mà bữa nay không đi lưới, đi lặn này gia đình. Có cái dàn dây lặn này. Hào này là hào lặn. Sáu chục ngàn một ký. Chạp. Anh trai thấy cái sợi dây nên mình lặn không? Đó, đây là đồ của anh đi lặn vô không? Cá này ngon lắm. Cá nào? Cá này cũng ngon, cá này cũng ngon anh. Cá cháp nấu canh chua cũng ngon nè. Anh nấu canh cà cũng ngon nè. Nhưng mà cái này nhiều xương không? Dạ không, xương bự lắm mà xương nó nằm giống như chính giữa vậy thôi, còn cái xương nhỏ không có. Mấy cá này ngon lắm, cá róc này cũng ngon nữa nè. Nói chung cái dàn cá này là ngon hết. Không, em nói thật á. Còn đây là hào 60.000 một ký nè. Cá cháp là 150.000 ký nha gia đình. Ốc giác nhiêu tiền ký anh trai? 200.000 một ký nha. Nếu mà anh muốn ăn canh chua, anh mua cá này anh nấu là ngon lắm. Cá hành, cá cháp cũng là nó đó. Cái đò đây lặn vô thấy sò, em xin lỗi, hào quá trời nè cho đây. Cá cháp nè, cá màng sa nữa nè, cá cháp nằm ở dưới cho đây. Màng sa bự không, bằng cái gang tay em luôn á. Ở bên kia là ốc giác. Nè, ốc giác 200.000 một ký nha gia đình. Đó, ốc giác biển. Ốc, có người có chỗ gọi là ốc dâu chứ. Ốc giác đen á.
bên kia là ghẹ sống. Ghẹ mới vô chưa cột luôn. Chưa cột càng luôn. Còn đó con hai da mới ngon. Vậy này nhiêu tiền một ký anh trai? 800. 250 ha. Dạ. Là căn xô luôn á anh ha. Bao xô, một xô. Dạ. Không cũng vừa vừa giá. Chủ nhật mà lễ mà. Dạ chắc. Thấy mà anh hốt lên thấy vậy chắc ngon. Ốc hương. Hào biển. Cái thịt đó. Anh trai đây là đi ngày dập ốc hương. Gia đình thấy cái con này không? Con cúm này. Của anh trai cột làm cái mồi á, mồi bỏ vô trong cái dập. Vô cái con ốc hương nó mới bò tới, nó nghe mùi tới nó mới ăn. À, con cúm cúm vàng nè. Bà con mình bỏ vô trong cái lưới này để cột làm cái mồi á. Bữa nay mình vô được nhiêu đó hả anh trai? Này mình đi dập ốc hương ha. Khu vực trên đây bà con mình có một cái ao nho nhỏ này. Tập trung đây tắm biển nè gia đình. Dạ đây là khu vực biển bà con mình đang tắm biển nè. Từ ngay mấy chiếc đò đây đổ dài xuống là khu vực bà con mình tắm biển. Phía bên trên là khu resort. Khu vực ở trên đây có một cái ao nè gia đình. Bà con mình tập trung ở đây tắm nè. Cũng khá đông. Phía trước có mấy cái thúng mới cũng mới đi biển vô. Biển này im. Mấy hôm giờ thời tiết nóng nực á, bà con mình cũng thích đi du lịch xuống cái những cái vùng mà có biển, tắm biển nó mát. Sẵn lễ này gia đình 30 tháng 4 cũng gần tới rồi. Bữa nay chú vô ít quá ha. Có cái bánh cá dầu. À. Bánh lưới cá dầu hả chú? Dù bữa nay mình được có cá dồ không? Không có dồ, đóng ghẹ. Nó đóng ghẹ không ha? Dạ. Mấy bữa chú đánh cá dồ được nhiều không? Hôm nay ra vậy. Dạ. Cá dồ bây giờ mình có giá không vậy chú? Nó trong ngoài chứ. Dạ. Đây mấy ghẹ. Đánh cá dồ mà không có cá dồ đóng ghẹ. Dạ. Cảm ơn chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây là chiếc ghe bà con mình đi lưới nậu. Hồi nãy ở trên cao em có quay xuống cho gia đình xem á. Đây là chiếc đò đây đi lặn vô nè gia đình. Sát bờ luôn. Vô luôn.
Chào anh. Đây là khách đi gia đình á, bộ đoàn ăn sáng xuống ngồi ngay bãi biển luôn. Ngồi đây ăn sáng nè. Mấy anh múc nước mặn lên á, nước biển lên mấy anh giọng hải sản. Giọng sống. Đây là con sò mai nè, mà con sò này là con sò đực. Con sò cái là con sò này nè. Đây, con sò cái đây nè gia đình. À, sò này mà nhiều bán nhiều tiền lắm. Đây đang gỡ ghẹ sống. Dạ. Cả đó là có trứng anh. Dạ. Sâm biển mà nhỏ cái này có trứng anh, nhìn thấy ngon quá. Dạ. Cái con đuôi tròn này ăn cũng được luôn anh. Dạ. À, có nghĩa là con sam mà đuôi tròn mà đuôi nào mà nó có lông là ăn không được ha. Ta gọi là sam lông. Là sam đũa. Sam đũa ha. Dạ. Con này mình bán cỡ nhiêu tiền anh? Dạ. 50.000 một con. Dạ. 50.000 một con sam cỡ đó là có trứng rồi đó gia đình. Đây là con sam. Con sam. Ừ, anh nhỏ leo lên chiếc đò tỉnh bơ. Con trai. Con nhiêu tuổi rồi hả? À, con nhiêu tuổi mà con leo lên chiếc đò thấy gọn quá vậy? Con nhiêu tuổi? Mấy tuổi con trai? Mắc cỡ ha. Giờ này bà con mình đi nghề lưới ghẹ nè, dù cũng có đi lặn cũng có nữa gia đình, vô cũng khá đông á gia đình. Bữa nay chủ nhật bà con mình tranh thủ vô sớm, thứ nhất là bán cho khách du lịch. Cá hành. Cá lưới mới vô. Cá dảnh nè. Con cá này gọi là cá dảnh nè gia đình. Cá lưỡi dưa châu nè. Ốc giấy nè. Bên kia là ốc hơi. Hải sản ngon bộ. Tươi sống. Đây ốc hương đây. Dạ. Con sò này là con sò chuối nè. Hầu ơi mới ra ngoài là gì á, người ta lặn ta gọi là con sò chai. Ở đây ta kêu bằng con sò chuối. Con sò này là sò gì anh trai? Sò dương ha. Sò hương ha, dạ. Cảm ơn anh. Sò hương. Anh trai anh bắt con sứa đó, trời ơi. Sứa đó nó ngứa lắm anh trai. Anh trà xuống dưới đất rồi anh giữa tay. Anh quên anh gãi vô trong người anh là nó ngứa. Trời ơi. Cái gì? Sứa. Bà con mình giờ này xuống tắm biển cũng đông.
Mình gia đình đi với em thả bộ dài xuống cái khu vực biển dưới đây, xem bà con mình tắm biển nè. Thứ hai nữa là xem cái bãi biển ở đây là như thế nào nha. Bãi biển này đổ dài xuống cũng xa lắm gia đình. Khu vực tắm cũng rộng lắm. Khu vực ở trên đây là không có đá, khu vực dưới kia mới có đá nha. Khu vực dưới chậm chậm xanh xanh dưới đó mới có đá, còn ở đây là không có đá. Mấy anh nhỏ mà thấy cát với lại nước nó mang khoái lắm. Ở trên đây có một cái nhà banh, nhà khu trò chơi cho trẻ em nè. Ở trên là có những cái căng tin hay là những cái quán bán nước ở trên đây. Tắm biển chứ không có chơi trò chơi cano kéo mấy cái phao đây. Cái phao đây mà đem ra ngoài cano kéo nó bay mặt nước đẹp lắm nha đình. Nắng giờ này lên nè, giờ này cũng 7 giờ gia đình, 7 giờ sáng. Nắng sáng giờ này thì cũng tốt. Ở xa xa mình thấy có cái dàn phao mấy anh cứu hộ trải dài á, là mấy anh căng dây ra, là không có cho khách ra khỏi cái khu vực đó tắm nha gia đình. Nhiều lúc ra xa quá, quản lý không hết, chỉ cho tắm ở khúc bên trong thôi. Đó, khách mướn trò chơi là kéo nè. Chào con gái. Kéo một vòng vậy đi là cũng em nghĩ chắc cũng phải tầm 200 ngàn. Tại nãy cái anh trai mà đại kéo cano anh hỏi em có đi không, anh chở em đi một vòng anh lấy em 200, thì em nghĩ chắc cũng như giá như vậy thôi. Dòm xanh. Trời ơi, mình chỉ nghe thử, mình hấp thôi chứ có gì đâu mà kêu làm mệt. Khách mua sam, đây là cá xanh xương. Mẹ, mẹ, mẹ.
ghe lửa đó gia đình, màu đỏ. Ghe lửa đó nó kẹp độc đáo lắm. Thấy không? Thấy cái đèn chip xanh không? Con ghe lửa nó có cái chiều kẹp ngược hay lắm. Giờ gia đình đi với em nha, đi lên cái đây tham quan khu vực cho mướn ghế ngồi nè. Tại vì khúc trên mấy anh bảo vệ mấy anh ít có cho vô quay lắm. Khúc nào cho quay thì em quay cho gia đình xem. Ở đây có những cái hàng dừa, trái cũng nhiều lắm gia đình. Dạ, dạ chào gia đình. Gia đình mình ở đâu xuống đây đi du lịch vậy anh chị? Ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức. Dạ, ở Thủ Đức ha. Phường Trường Thọ. Dạ. À, anh chị có thể cho em biết cái ghế này là mình mướn nguyên một cái combo vậy là bao nhiêu không? 350.000, 7 người, người 50.000. À, người 50.000 là ngồi từ sáng tới chiều luôn. Có luôn cả nước ngọt không chị? Không có bao. Không có bao nước ngọt. Dạ, chỉ là ngồi thôi. À, thì bao nước tắm, nước ngọt ha. Dạ. Dạ. Dạ, chúc anh chị ngon miệng nha. Rẻ chứ không có bắt. Dạ rẻ. Khu du lịch vậy là rẻ. Dạ. Rẻ hơn Vũng Tàu, rẻ hơn Vũng Tàu. Dạ rẻ hơn Vũng Tàu ha. Biển sạch hơn Vũng Tàu. Dạ đúng rồi, ở đây biển sạch tại vì khu dân cư ở ít á. Nhưng mà sứa nhiều lắm. Dạ cái tháng này là phải sứa. Dạ đi tầm có tháng 5 tháng 6 đổ lên có mưa xuống bắt đầu là bớt sứa. Dạ. Dạ đúng rồi. Theo như là em biết là biển mà có mưa xuống là nó bớt sứa. Còn bị... Dạ, Long Hải quê tôi. Long Hải quê tôi. Dạ, ăn hải sản nè. Ăn hải sản. Vô, vô. Mực nướng. Cái này là mực nướng sa tế. Có thể để một cái tiêu đề cho có đám này được không? Từ vùng quê Đà Nẵng về đây. Dạ. Quảng Nam, Nông Sơn. Dạ. Ở Sài Gòn và nhân tiện là học sinh 86-89. Dạ. 86-89. Trung học Nông Sơn. Rồi lên. Dạ, cảm ơn anh chị chia sẻ nha. Dạ em chào. Dạ. Làm ly này. Anh chị hồi nãy ngồi đằng đó đó chia sẻ là mướn một cái combo 7 người là 350 nha gia đình. Luôn cả mình tắm nước mặn xong mình tắm biển xong mình lên là tắm nước ngọt. Đây có những quầy dừa đẹp ha gia đình. Tính ra mỗi một người vậy là 50.000. Ngồi ghế. Mấy lúc trước cũng có một số bà con mình xem kênh của em muốn em vô đây hỏi là cái giá ghế ở đây ngồi là bao nhiêu tiền. Thì hôm nay là có câu trả lời rồi. Ở đây gia đình có một cái khu dịch vụ bên trong bán hải sản. Bên trong em không có vô được nha. Tại cái chỗ mấy chị mua bán nhiều lúc vô quay YouTube á không tiện. Em có vô hai lần mà không có cho quay. Mấy anh bảo vệ mấy anh đuổi đi ra. Em chỉ quay đây cho gia đình xem thôi. Đây đổ dài xuống luôn. Ở trong đây nó có cái khu dịch vụ mình mua hải sản lên đó gia đình. Trong mấy cô mấy chị ở trong đó đó nấu nướng cho mình luôn và sau đó là tính phí riêng thôi. Vừa đẹp hai gia đình vừa dưới biển đây là để cái bảng là không có được chặt, không có được hái để làm cảnh. Nhìn xuống đây thì có cái view nhìn ra biển này gia đình, có khu trò chơi của cho em luôn, là một cái ao nước nhỏ nhỏ bơm nước mặn bơm nước biển lên luôn nha gia đình. Bắt ống truyền từ qua đây nè xuống dưới biển bơm lên đây luôn tới cái hàng rào màu trắng trắng dưới đó là hết cái khu vực của hồ Trà Mình nha gia đình. Giờ mình đi lên lại gia đình đó. Cái này bao nhiêu tiền một người anh trai? Dạ 30.000 một người ha, trẻ em ha, còn người lớn là giá bao nhiêu anh? À, người lớn trẻ em cũng vậy luôn. Dạ. Wow, tắm đây sạch.
an toàn cho mấy đứa nhỏ. Con lạnh hả con? Bữa nay chủ nhật khách xuống thấy cũng khá đông ha gia đình. Một số bà con mình ở trên đây và một số bà con mình đi xuống dưới biển tắm. Đây. Bạn giá chế biến thức ăn là gia đình. Mình mua đồ hải sản là lên đây là trên đây có dịch vụ nấu luôn. Khu vực làng trà của bà con mình đảo dài lên tới trên đó luôn. Đảo dài lên tới khu vực bên trên đây luôn nè gia đình. Bãi đất trống ở đằng kia là khu vực để xe ô tô. Còn đây là xe của bà con mình nè, dân địa phương với lại làng chài. Bà con mình xuống đi biển hay là đi xuống tắm biển, dân địa phương ở đây gia đình là để xe ngay khu vực đây. Đây là khu vực để xe ô tô đổ dài tới đằng kia luôn gia đình. Đó. Đây chắc em nữa là nghĩ chỗ này là giống như cái quảng trường. Bây giờ trước mắt là đang xây dựng cho để xe ở đây. Còn phía bên trên có một cái công viên ở trên đây nữa. Lát nữa em mời gia đình mình đi với em. Toàn cảnh khu vực bãi biển Hồ Tràm. Bây giờ em tới em lấy xe, em chạy lên trên khu công viên trên đây cho gia đình xem. Ở đây bắt đầu mình chạy lên nha gia đình. Mình chạy bao quanh luôn, giáp vòng luôn. Đi ra ngoài đường lớn lại nha gia đình. Ở đây có, ở trên có con rồng. Đây là có cái chữ là công viên Hồ Tràm. Đẹp ha gia đình ha. Công viên Hồ Tràm. Rồi em tới đây là hết cái khu vực của khu du lịch Hồ Tràm rồi gia đình. Đi xuống dưới đây là tới chỗ ngay ngã tư, còn gọi là ngã tư Hồ Tràm nha gia đình. Có đèn xanh đèn đỏ ở khu vực phía trước em á, tầm cỡ 50m. Em xin phép gia đình em kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Gia đình mình xem video nhớ đăng ký kênh và tặng cho em một like nha, và một lượt bình luận. Em chia sẻ cuộc sống bà con mình ở làng chài Hồ Tràm và khu du lịch ở đây có điều chi sơ sót gia đình bỏ qua cho em. Bye bye gia đình nha.